Ok anh em, thì nhân đây mình giới thiệu cho anh em một app có tên là app Man BG anh em nhá. Thì trước tiên anh em muốn vào được app này thì anh em phải tạo cho mình một tài khoản. Thì ở đây anh em chỉ cần nhập tên đăng nhập này, nhập mật khẩu, nhập số điện thoại của anh em và gửi mã xác nhận này vào thì anh em có thể đăng ký thành công tài khoản mình em nhá. Thì mình có tài khoản rồi thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào anh em nhá. Đấy. Đó anh em ạ, thì đây chính là giao diện chính của con app này anh em nhé. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái mã giới thiệu của mình. Cái mã giới thiệu đây rồi. Cái mã giới thiệu của mình là G79816. Thì anh em tạo tài khoản thì anh em chỉ cần nhập cái mã giới thiệu này của mình vào cũng được anh em nhé. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiếm tiền ở trên con app này. Thì đầu tiên là mình mới đăng nhập vào thì mình có số tiền là 80.708 đồng và tổng số tiền cộng thu nhập của mình là 708 đồng em nhé. Thì mình hiện tại mình đang là VIP 1. Thì những VIP 1 này thì một ngày mình có thể xử lý được 4 đơn. Thì anh em nâng cấp lên VIP 2 này, VIP 3, VIP 4, VIP 5 hoặc là VIP 6 thì các đơn hàng sẽ tăng lên theo từng VIP anh em nhé. Ví dụ như là VIP 2 thì anh em có thể mua được 10 đơn trên một ngày. VIP 3 thì anh em có thể mua được 12 đơn. VIP 4 thì là 14, VIP 5 16, VIP 6 là 18. Tức là cứ càng lên VIP càng cao thì anh em cái tiền hoa hồng anh em nhận về nó càng nhiều anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ lập tức duyệt đơn ở VIP 1 của mình anh em nhé. VIP 1 thì là một ngày anh em có thể mua được 4 đơn anh em nhé. Đây lập tức duyệt đơn luôn. Đấy, đấy em ạ, thì mình vừa mới duyệt đây. Thì em ạ, mình mới vừa duyệt xong một đơn hàng em nhá. Đang gửi đơn rồi. Đấy, xài. Xong luôn. Đã hoàn thành em nhá. Thì là mình đã hoàn thành đơn hàng là 64.425 đồng thì hoa hồng nhiệm vụ của mình là 644 đồng anh em ạ. Đấy em ạ, kiếm tiền ở trên con app này rất là dễ luôn. Đấy em nhìn thấy chưa, cái số dư của mình. Số dư của mình hiện tại lúc đầu là 80.700 bao nhiêu đồng ấy, thì bây giờ nó lên là 81.000. anh em chỉ cần mua một đơn hàng thì anh em có thể nhận được một số tiền hoa hồng rất là lớn anh em nhé. Càng VIP càng cao thì anh em có thể nhận được số tiền hoa hồng rất là lớn. Mình thử mua một sản phẩm khác xem nào. Bấm vào đây. Đấy, chỉnh đại một tí thôi. Lập tức duyệt đơn. Chuyển đơn thành công, anh em chỉ cần bấm vào lập tức gửi là anh em đã xử lý xong một đơn. Đó, đang gửi đơn rồi. Lại duyệt đơn nữa, duyệt hết đơn luôn. Đơn này là 61.000 thì hoa hồng của mình là 617 đồng anh em nhá. Thế nào? Rồi. Được rồi, xong. Đây. Đó anh em ạ, thì mình vừa mua thêm một đơn nữa thôi. Mà số tiền mình đã cộng thêm hẳn 1.000 nữa rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách lạp tiền và rút tiền ở trên con app này anh em nhé. Đây mình hướng dẫn anh em cách nạp tiền. Nạp tiền thì anh em có thể nạp tiền qua Zalo này, Momo, VIP, ngân hàng ACB và rất nhiều các ngân hàng khác. Bây giờ mình sẽ thử nạp để lên VIP xem nào. Đó, anh em cần nạp số tiền mình và chọn ngân hàng tương ứng của anh em là anh em có thể nạp thành công tiền. Được rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách rút tiền trong app này. Thì anh em chỉ cần bấm vào cái phần này, đấy. Thì nó sẽ hiện lên cái phần rút tiền, anh em chỉ cần bấm vào phần rút tiền đây. Anh em chỉ cần nhập số tiền cần rút vào và nhập cái mã xác nhận này, nó sẽ gửi vào tin nhắn ở trên điện thoại của anh em đấy. Đâu xem nào. Mời bạn bè này, đấy. Anh em chỉ cần sao chép cái link này và chia sẻ nên là anh em có thể kiếm được hoa hồng. Thì mình sao chép link xem nào. Sao chép thành công. Anh em chia sẻ lên Facebook này, sử dụng WhatsApp, Twitter nữa này, rất là nhiều cái để anh em chia sẻ và anh em chia sẻ cho bạn bè, anh em vẫn có thể kiếm được thêm hoa hồng em nhé.
Thì cái link tải app này mình sẽ để phần mô tả và phần ghi bình luận của video anh em nhé. Chào các em, bye bye.